Nhờ quy mô và tốc độ tăng trưởng nhanh, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang đóng một vai trò quan trọng và sẽ tạo ra phần lớn tăng trưởng cho thế giới trong các năm tới. Nhận định đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày hôm nay tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS ở thủ đô Moscow. Phát biểu tại sự kiện, ông Putin cho biết các quốc gia thành viên hiện có mức dự báo tăng trưởng bình quân là 4%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,7% của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và mức 3,2% của tăng trưởng toàn cầu. Các quốc gia trong BRICS sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong tương lai gần, khối này sẽ tạo ra sự tăng trưởng chính trong GDP toàn thế giới. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, BRICS đã hoàn thành được 80% mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động toàn diện, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính là chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính và giao lưu văn hóa nhân dân. Hợp tác trong BRICS không nhằm vào đối tượng cụ thể nào, mà chỉ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng cho các quốc gia thành viên cũng như cho người dân nội khối. Theo kế hoạch, Tổng thống Nga sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 10. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ tham dự hội nghị.